Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Kỹ sư Điện Công nghiệp. Đây là video thứ hai mình làm về chủ đề tối thiểu hóa hàm logic bằng cách sử dụng bảng Carnot. Chúng ta hãy đi luôn vào video. Đầu tiên mình sẽ nhắc lại về phần lý thuyết. Thì khi đề bài mà cho có cái dấu tổng như thế này và bên trong là ABCD hoặc gì đó, hoặc là chỉ là ABC thôi, thì trong bảng Carnot các bạn sẽ điền các con số 1. Và khi đề bài có cái như thế này, thật ra là cái này nó sẽ là dấu như thế này nhé. Đó. Chứ không phải là pi hay gì đâu. Thì ở bên trong này các bạn các bit ABCD gì đó. Thì khi có ký hiệu như thế này thì các bạn sẽ điền các con số 0 vào trong bảng các nô của mình. Và trong đề bài sẽ còn có N hoặc D đối với một số môn, là D đối với một số môn khác. Thì đó là những khoảng mà các bạn sẽ phải điền cái dấu x vào. Thì đặc điểm của cái dấu x này sẽ là có thể bạn sẽ phụ cùng với các số 1 hoặc số 0 ở trên trên đây. Hoặc là bạn không phụ thì nó cũng không sao cả. Và tiếp theo, với các dạng bài mà điền số 1, tức là cái dạng này đây, tổng, điền số 1 đây, thì nó được gọi là chuẩn tắc tuyển. Bản chất của nó, chuẩn tắc tuyển này, bản chất của nó là tích, tổng của các tích. Đây là tổng của các tích này. Ở đây có thể là A, B, C, D gì đó. Đây mình chỉ viết một cái dạng khái quát thôi. Tí nữa vào bài cụ thể thì các bạn sẽ hiểu. Còn đối với dạng bài điền các số 0 thì nó được gọi, trong môn của mình thì nó được gọi là chuẩn tắc hội. Và nó là tích của các tổng. Các bạn có thể thấy đây, tích của các tổng. Tiếp theo, đây, về nguyên tắc phụ thì các bạn sẽ phụ các định theo nguyên tắc là 2 mũ n. Tại sao lại như thế? Thì nghĩa là 2 mũ n tức là sao? Tức là khi n bằng 1 thì là 2 mũ 1 thì bằng 1. N bằng 2, 2 mũ 2. À, mình nhầm. 2 mũ n bằng 0 thì nó sẽ bằng 1. N bằng 1, 2 mũ 1 thì bằng 2. N bằng 2, 2 mũ 2 thì bằng 4. Và n bằng 3 là 2 mũ 3 là 8. Tại sao lại phải phụ như thế này? Thì đây là nguyên tắc rồi. Thì ví dụ nhé, ở trong các tất cả các bảng, đây là một cái bảng ví dụ về điền cái con số 1. Thì ở đây các bạn chỉ được phụ này, 1 này. Đây phụ 2 định này, phụ 2 định này, phụ 4 là cái này. Còn nếu mà phụ 8 hoặc nhiều hơn thì đây mình có một cái ví dụ mà tí nữa các bạn cũng sẽ được làm mà thôi. Thì đây, các bạn có thể xem trước ở đây. Cái màu hồng này này, đây là nó phụ 8 điểm, hai cái bên dưới đối xứng với cái bên trên. Quay trở lại thì các bạn phải phụ theo nguyên tắc này. Nếu như các bạn phụ, ví dụ như mình, ví dụ các bạn phụ ba cái định này, đây ba cái định như thế này, thì là hoàn toàn không được. Mà nếu bạn muốn phụ như vậy ấy, thì bạn sẽ phải phụ hai cái này và hai cái này. Nguyên tắc phụ ấy luôn luôn là hai cái điểm. Còn nếu ví dụ ở đây có một dấu x ở đây chẳng hạn, thì bạn có thể phụ nó hoặc không. Nếu bạn muốn phụ thì phụ 2, còn nếu không giữ nguyên. Và chúng ta hãy cùng đi vào ví dụ 1 để xem xét. Cho đề bài như sau: y bằng ABCD, nghĩa là cho A, theo viết như thế này, tức là A là bit có trọng số lớn nhất, còn D là bit có trọng số nhỏ nhất. Đây là đề bài kiểu dạng xuôi, thì đề như thế này sẽ rất là dễ làm. Thì ở đây các bạn có thể thấy đề tổng của các con số ở bên trong này. Và cái này có cái N, chúng ta hãy cùng xem lại lý thuyết ở câu 1. Ở đây tổng thì chúng ta, đề bài chúng ta sẽ làm gì? Điền các số 1, được chưa? Còn N thì là những khoảng điền x. Thì đây mình đã điền rồi. À, chưa rồi, bài này là chưa điền các bạn nhé. Quên, bài này chưa điền. Thì chúng ta hãy cùng xét một cái ví dụ khác đi. Cho ví dụ 2 đi. Đây, ví dụ đề bài là như sau. Ô, bài này cũng chưa điền à? Thì chúng ta sẽ làm bài ví dụ 4 trước. Ví dụ 4 này, tổng ABCD này, các số như thế này này, và N bằng như thế này, thì các bạn tự điền vào nhé. Mình đã điền sẵn cho các bạn rồi. Thì ở đây, đầu tiên là mình xét cái phụ này trước nhé, CD này.
có màu xanh này. Khoanh được ở cái một cái ở đây này, khoanh ở đây này, hai cái này đối xứng với nhau là cái màu hồng này. Còn cái này là cái màu xanh này. Cái này sẽ phụ theo nguyên tắc hai mũ n, ví dụ ở đây là phụ 4 định, tức là n bằng 2 đúng không? 2 mũ 2 bằng 4. Đấy cũng phụ 4 này. Còn đây là phụ 8 1 2 3 4 này, 5 6 7 8 vì hai cái này đối xứng. Thì chúng ta sẽ có kết quả như thế này. Mình sẽ giải thích một chút nhé. Đầu tiên là cái phụ màu xanh này, CD này. Xét CD này. Thì nhìn ở đây nhé, cái cột này nhé. Mình gióng sang AB trước này. A bằng 0. A này, 0 này. Nhìn các bạn nhìn cái số đằng trước ấy nhé. Cái số thứ nhất đấy. Đây là 0 này. 0 này. Tiếp theo, A lại bằng 0 tiếp này. A bằng 1. Và A bằng 1. Tức là sao? Cái A này nó thay đổi. Thì chúng ta sẽ không điền vào đây. Và cái tương tự cái B, B này cũng thay đổi. Nhưng ở đây chúng ta xét cái C này. C này. C nó chỉ có một vị trí, tất cả các số 1 ở đây. Nên là C nó sẽ có thể điền được vào đây nhé. Cứ số 1 thì nó sẽ không có cái dấu gạch ngang. Còn có dấu gạch ngang thì nó là số 0 ở đây. Mình ví dụ nhé, ví dụ thôi. Ví dụ nếu có một số 1 nữa ở đây này, các bạn thấy rồi, ở số 7 ấy, thì chúng ta sẽ, thì cái bảng lúc này nó sẽ như thế này. Và có thêm một cái khoanh ở đây nữa. Tức là sao? Tức là xét khi xét lên CD nhé. Số đầu tiên là số 1 đúng không? Số đầu tiên là số 1 này. Sang đây nó cũng là số 1. Tức là sao? Tức là C nó sẽ không thay đổi. Còn D này, D đang xét cả khoảng này nhé. D bằng 1 ở đây và D bằng 0 ở đây, nó thay đổi. Thì nó sẽ, thì nếu ví dụ có một số 1 ở đây ấy, thì cái vùng màu xanh này nó sẽ như thế này đúng không? Thì cái này chúng ta sẽ chỉ điền một chữ C mà thôi. Thế mình chỉ nói mở rộng thêm. Tiếp theo đến chữ AD này. Ở đây có 4 vùng này. 1, 1, A giữ nguyên. Có A ở đây đúng chưa? Tiếp theo B, cái số đằng sau ấy, cái số thứ hai này, 1, 0, cứ khi nào mà thay đổi từ 1 sang 0 hoặc từ 0 sang 1 thì sẽ không viết vào cái bảng này nữa. Và sẽ loại đi. Xét tiếp ở đây. C, cái số đầu tiên nhé, C bằng 0. Dịch sang bên này, C bằng 1. Thay đổi từ 0 sang 1, cứ thay đổi thì bỏ. Còn xét tiếp phần D, D bằng 1. D bằng 1. Không thay đổi thì viết vào đây. Và không có dấu gạch ngang. Tiếp theo xét vùng màu hồng này. Màu hồng là một dải cực kỳ rộng này. Thì gióng sang AB, cái dải màu hồng đấy nhé. Chúng ta gióng sang AB này. Thì nó sẽ, AB khi mà của màu hồng này gióng sang nó sẽ là 00 và 10 đúng không? Thì A là số 0 đầu tiên ấy. Và dưới đây A là số 1 đầu tiên, loại tại vì thay đổi. B bằng 0 này. Xuống đây B cũng bằng 0, không thay đổi, chúng ta sẽ viết vào và thêm một cái dấu gạch ngang cho nó. Còn ở đây CD nó ở một dải cực kỳ rộng. Đây C 0 này, thay đổi từ 0 sang 1. 0, 0, 1, 1, thay đổi rồi. D này, 0, 1, 1, 0. Tức là nó thay đổi thì sẽ không viết vào. Và chúng ta sẽ được cái này. Đó, thì các bạn xem tiếp các ví dụ sau. Và có thể mình sẽ nói thêm một cái ví dụ này nữa nhé. Còn là ví dụ 6 là các bạn sẽ tự tham khảo. Vì video cũng khá là dài, gần 10 phút. Mình cũng hướng dẫn khá là chi tiết. Thì mình sẽ xét nốt cái ví dụ số 5. Ví dụ số 5 sẽ là tổng của những cái này. Xem lại lý thuyết này. Cứ khi nào có tổng thì điền các số 1. Có n thì là những khoảng x. Và đặc điểm của x là có thể phụ hoặc không. Thì cái bài này có x hay không? Không có x đúng không? Không có x, không có n, không có d. Thì tôi không quan tâm. Đó. Với dạng điền các số 1 này thì sẽ là chuẩn tắc tuyển. Tức là tổng của các tích ở đây. Quay trở lại bài của chúng ta. Đây mình sau khi điền những số 1 vào thì mình sẽ lại làm theo nguyên tắc là phụ định sẽ là hai mũ n. Các bạn có biết tại sao ở đây mình chúng ta không phụ 6 định này không? Phụ một phát 6 này. Tại vì
theo nguyên tắc hai mũ n thì nó sẽ không có cái hai mũ n nào mà có thể bằng cái 6 này được, nên nên là mình phụ 4 cái ở đây, phụ 2 lần, tức là n bằng 2. 2 mũ n tức là ở đây là 2 mũ 2, tức là sẽ phụ 4 định, được chưa? Đây, đấy là nguyên tắc phụ rồi. Bây giờ xét, mình viết màu hồng ấy cho các bạn dễ nhìn này, màu hồng nhá, xét trước cái coi như che này đi này. Bây giờ chúng ta xét trước, xét cái này bên trên trước nhá, các bạn cứ nhìn bên trên nhá, cái màu hồng là như thế này này. Đó. Bây giờ che đi trước này. Xét điểm A trước đi. Số đầu tiên cũng trong cái 00 chính là A. Đấy, AB này thì là 00 này. AB thì là 01 đây này. Đó. Thì hai cái đầu tiên A là 0 này. A là 0 này thì giữ nguyên. Đúng chưa? Nếu nó là số 0 thì thêm một dấu gạch. Chính là cái này. B thì sao? B thay đổi từ 0 sang 1. Tức là sao? Khi thay đổi thì làm sao? Thì sẽ không viết vào nữa. Ok. Tiếp theo. CD này, C bằng 0 này, C bằng 0 này, có đúng không? Khi mà bằng 0 ấy thì viết vào đây sẽ như thế nào? Đó là sẽ viết C và thêm một dấu gạch. Tiếp theo, phần D này. Cái phần D này tự chuyển từ 0 sang 1, tức là nó đã thay đổi rồi. Thì tức là sẽ không viết vào. Tương tự như thế với cái BC này nhé. Xét nhanh này. A0 sang 1 loại không viết vào này, B từ 1 sang 1 này, giữ nguyên này, viết xuống đây này. Tiếp theo này. C này, C bằng 0 này, C bằng 0 này. Đấy. Viết xuống đây và thêm một dấu gạch. Còn D thì chuyển từ 0 sang 1 này. Thì sẽ loại đúng chưa? Đấy các bạn xem một cái ví dụ cuối nữa và có thể là tự tìm hiểu. Khá là tiếc là mình đã làm sai cái đề bài, mình quên mất là rằng là sẽ ấy, là mình sẽ có thể là mình sẽ để vào một cái video khác chẳng hạn, các bạn hãy xem nhé. Thì mình sẽ quay lại cái phần đầu một chút để cho các bạn nào mà chưa nhớ thì có thể xem lại về cái phần lý thuyết. Phần lý thuyết là phần cực kỳ quan trọng. Chúc các bạn sẽ học tốt cái môn học mà các bạn đang học ở trường. Mong rằng cái video này nó sẽ giúp đến được với những ai thực sự cần nó. Bản thân mình ngày xưa học môn này cũng không phải là kém, nhưng mình nghĩ là càng nhiều người người ta hướng dẫn ở trên mạng ấy, thì các bạn có thể xem được nhiều người thì biết đâu một người nào đó nói một diễn đạt theo một cái cách khác đi thì các bạn lại có thể hiểu ra được vấn đề nó dễ hơn. Đó là mục đích mà mình muốn. Thôi, video kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công.